thuyền nó lủng quá chừng luôn. Bây giờ phải bơm lên rồi kiểm tra từng cái lỗ lủng, sau đó mình giá lại. Tại mùa khô tới nước nó rút á, phải đi thuyền câu nó mới hiệu quả hơn. Keo nè, mua một gói không biết là đủ không, tại vì cái này là 60.000 các bạn, 60.000 với lại ship 30 nữa là 90 nè. Tổng khá là nhiều lỗ đấy. Ok. Xin chào mọi người, thì hôm qua mình sửa cái thuyền lại rồi. Và cái thuyền thì nằm đây nè, nó lủng quá trời lủng luôn. Hôm nay để sửa thuyền để chuẩn bị cho trận chiến lớn. Và mình vừa đi hái sung về, vừa đi xuống cái cây dưới kia hái sung kìa. Bây giờ sẽ xuống cái vịnh ngay chính giữa hàng Tam Đẳng luôn các bạn ơi. Xuống vịnh ngay chính giữa hàng Tam Đẳng luôn nha. Rồi mình sẽ chiến đấu ở đó. Rồi đây nè các bạn ơi, hôm nay là một cái trận chiến thật sự. Phía sau lưng mình kìa, đây cái phía cái mỏm đá giữa các bạn thấy không, nhìn thì đơn giản thôi nhưng mà ra ngoài đó cực kỳ khó khăn, tại vì có một cái luồng nước nó chảy xuống nè. Bây giờ mình sẽ bơm thuyền hơi và ra ngoài đó nha, tại vì mình nghĩ là ngoài đó có cái luồng nước ngoài đó còn cá lớn rất nhiều ha. Trong bờ thì người ta chích điện gần hết rồi, mình ngồi câu một buổi mà chích tầm 5-6 đợt là chắc không còn con cá nào cả. Bây giờ sẽ rất là gian nan ha, nhìn thì đơn giản nhưng mà ra để ra được ngoài đó là một công việc hơi mạo hiểm đấy. Hôm nay là một cuộc chiến thực sự luôn. Đồ đạc nè. Đây mồi trái sung các bạn, mình vừa đi hái hồi nãy. Rồi còn đây là một hộp trùng, thì mồi hôm nay chỉ vậy thôi, mình để trong mát để ngoài nó chết. Bây giờ bơm thuyền đó. Rồi mất 30 phút á, 30 phút mới xong cái này. Thì đây là mồi trùng nè, còn trái sung nè. Mình phải ra là lẹ, tranh thủ ra lẹ nhất có thể ha. Cái luồng nước ngay chỗ này mạnh kinh khủng luôn, và thấy nó gần sóng lên chưa. Quan trọng nhất là phải vượt qua được cái luồng nước này ra kia rất dễ. Ở đây mà bị trôi cái tới hôm nay luôn. Ok. Ra tới nơi rồi các bạn ơi, hơi là căng thẳng
Hồi nãy khúc dưới kia là bị trôi khoảng chừng tầm 5 mét nữa là mình bị hết lên được luôn rồi. Tại ngay luồng phía dưới kia nước chảy không à. Tí nữa là bị trôi rồi. May là giận hết tốc lực luôn. Rung á, nãy nói trong nãy mình vừa chèo mà rung thật. Tuy là có mảng phao nhưng mà xuống dưới thì vất vả lắm. Trôi rất xa đấy. Rồi bây giờ đang là 12 trưa cũng căng thẳng. Bây giờ chắc là thôi bây giờ quăng câu luôn đi, không có chờ đợi nữa. Điểm này khá là đẹp rồi. Cái luồng nước ở giữa này là chưa câu cá lớn bao giờ cả. Bên kia mới ngon kìa. Nhưng mà cục đá này là nó tràn dữ quá không có ra ngoài được. Ok. Mình dầm hai cái sông nha các bạn. Ngoài đây hơi ồn nha, thông cảm cho mình xíu. Ngoài đây ồn lắm. Nước chảy quá chừng. Tạm thời là thả hai cần trước các bạn ơi. Cần bên đây thì câu với mồi trùng nè, cần bên đây chế sung. Wow, khá nắng. Chúng ta ngồi nghỉ mệt chút xíu thôi. Bây giờ chắc cá cũng chưa ăn mạnh đâu. Ok. Kìa kìa có cá ăn các bạn ơi, cá bự nha, cá bự luôn ấy. Quá phê. Nó kéo. Còn không đây? Sợ căng quá nó xảy cuối cùng là dìu dìu nhẹ nhẹ thì lại bung ra. Đen quá các bạn ơi, tạm lại nha. Vẫn còn tiếc các bạn ơi, con cá chim nó là 1 kg mấy đó, hơn 1 kg, chắc chắn hơn 1 kg rồi. Ở ngoài này là người ta không có chích điện tới là còn cá. Thì bây giờ mình còn một cái cần nhỏ này, mình quan sát cái thuyền nữa coi ha, dính cá gì không. Đây là mồi thuốc nè,
mà thuốc với mồi trùng nha các bạn. Đó, quăng thử gần gần coi chúng gì không. Ôi, cần cái sung nó có dấu hiệu kìa các bạn. Đây nè, mới gật 2-3 cái thôi mà. Để từ từ nha, để ngồi ngắm nha. Kỳ vậy. Mới gật 2-3 cái cũng mạnh á. Mình rút kinh nghiệm hồi nãy là để nhay là nó bị sảy các bạn. Bây giờ lôi lên luôn à. Ai, con cá tra này ăn trùng nha các bạn. Con này tầm chắc 7-8 lạng à. Ôi trời. Phê thiệt. Ôi nó bung lưỡi rồi, để mình về cái gì mình lôi ấy lại cái. Thì từ hồi mà xảy cái con cá chim hồi nãy tới giờ mới dính được con này nữa các bạn. Không có cá ăn luôn, mình cứ nghĩ là ngoài đây nhiều cá chứ, ai là đâu là cá ăn chậm quá. May là đựng cá tra nè, bữa nay cũng đỡ buồn rồi. Rồi xong luôn các bạn ơi, kéo con cá tra lên nè, cái lưỡi câu của câu cá tra nè. Thì nó rớt cái cục đá ra mất rồi. Hôm nay là mình bị vướng đá quá nhiều, mình mang tới mười mấy cục đá rồi mà câu hồi nãy giờ là hết trơn luôn. Giờ còn có cục đá cuối cùng đây nè. Cục đá cuối cùng hôm nay nè. Bây giờ làm sao mà câu được các bạn. Mất sạch rồi. Mà đây vướng đá kinh khủng quá. Rồi chắc bây giờ là gắn cái sung vô quăng cục đá cuối cùng này coi, ngồi chờ thôi chứ hết đá câu rồi. Hết đá để làm chì rồi. Rồi cục đá cuối cùng. Căng phết. Đây các bạn ơi, mình ngồi mình gõ rấy cái nó nứt ra nè. Đó, bây giờ là có đá câu phải không, có đá làm chì câu rồi đó. Cục này ráng cột lừa sao để quăng câu ha. Đây cục này nữa nè, dạ đứt tay à. Còn cục này nữa nè. Rồi có cục đá mới các bạn ơi, tuy là nó hơi nặng chút xíu nhưng mà có vẫn hơn không. Rồi văng mồi trùng các bạn. Rồi chỗ này thì nó không có sâu lắm đâu các bạn, chỗ này tầm 2 mét à, 2 mét hoặc hơn chút xíu à. Cái ngoài cái luồng ngoài kia kìa mới sâu kìa.
nhưng mà mình không có dám qua đó. Qua đó là nước nó chảy mạnh quá, đi xuống dưới luôn á, không có câu được. Cái này ra không có đúng cái chỗ mà mong muốn rồi. Thì kể từ cái mùa này là bắt đầu mình sẽ làm video mình đi thuyền hơi, mình câu nhiều hơn. Tại nước nó cũng rút phần nào, nước rút lộ đá rồi nè. Ở dưới kia nó êm lắm chứ không có ầm ầm như trên này đâu. Cho nên là mình có thể đi thuyền hơi mình câu dễ dàng rồi. Câu kìa, cá ăn câu kìa. Ôi quá. Mình chỉnh cái máy quay lại xíu nha. Rồi qua đây đi. Bé nữa nha, mình đang câu cái cần tay mà thấy cá vừa còn chạy. Quá đã rồi. Ôi, yes, là bữa nay thắng rồi. Bữa nay chiến thắng rồi. Khoan, cái cần này cũng dính cá các bạn ơi. Đó. Rồi, về chứ các bạn ơi, vừa dính hai con một chỗ. Nhìn xuống này câu cá đây, cá nó kéo, cá tuy là có 1kg thôi mà nó kéo, trời, mình cứ tưởng là cá 4-5kg trong bờ vậy. Rồi bây giờ mình sẽ còn hai cần, mình câu hai cần. Rồi bây giờ còn hai cần câu, mình sẽ câu bằng mọi trái sung hết luôn nha. Mình hết trùng rồi, trùng để nắng nó chết hết trơn rồi. Bây giờ câu mọi trái sung hết luôn. Đây, con này xui à. Nhưng mà xui mắc câu, nhưng mà hên là bữa nay mình câu được có mình đó nên mình sẽ thả nha. Cá sát này phải nhiều mới lấy. Mới về các bạn ơi. Đây. À, bữa nay được hai con. Nói chung là cũng không có bỏ công, không có uổng công là bơi ra ngoài câu. Thật sự là câu trong bờ không có. Thì hôm nay bị sảy thêm một cái con cá chim nữa. Cũng là do mình không xài vợt mà sảy thôi.
Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lý do tại sao là không xài vợt. Ok. Thì từ những cái video đầu tiên á, mình đã chia sẻ trong đó là mình sẽ không sử dụng vợt trong những cái video câu cá của mình. Cái đó là một cái quan điểm riêng thôi. Mình thích như vậy và mình rất là thấy thoải mái khi mà làm như vậy. Thì các bạn nghĩ là tại sao trên thế giới trời có những cái nơi mà trời tuyết rơi mà lại có những người họ cởi trần, họ chạy bộ giữa trời tuyết rơi vậy? Nhưng mà là họ làm như vậy, họ cảm thấy rất là thoải mái, rất là vui và họ thích như vậy. Còn ví dụ như cái trận Việt Nam đá với Thái Lan vừa rồi đó, thì có một cái anh cổ động viên Thái Lan, anh đi xe đạp từ bên Thái Lan qua tới bên Hà Nội luôn, là 1.400 cây số. Tại sao anh ta không có đi bằng máy bay? Tại vì người ta thích như vậy, mà khi người ta hoàn thành được cái điều mà người ta muốn làm, người ta thấy rất là thoải mái, rất là vui. Thì mọi người hãy coi cái như đó là một cái đặc trưng của kênh mình đi. Nếu mà trên trong cuộc sống này mà cái gì nó cũng rập khuôn theo một cái gì cũng theo khuôn khổ thì nó nhạt nhẽo lắm, nó không có gì thú vị hết. Rồi thì mình xin chia sẻ về cái chuyện tại sao mình không dùng vợt là như vậy đó. Cảm ơn mọi người đã xem cái video này nha, và nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh giúp mình với. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây, hai con này bây giờ mình đi tắm rửa nấu canh chua, làm tô canh chua ăn, không, nấu một con thôi, một con đi bán, làm một tô canh chua ăn. Ok.